Hi, xin chào mọi người đã quay trở lại với kênh xem chỉ tay học tướng số Đồng Nai Trần Quang Vlog. Thì kênh của mình là kênh hướng dẫn về chỉ tay nhân tướng phong thủy và tử vi cho đến tất cả mọi người trên toàn quốc và mọi người đang sống định cư làm việc ở nước ngoài. Và cách xem của mình là cách xem khoa học không có mê tín dị đoan, tức là mọi người ở bất kỳ một độ tuổi nào trong cuộc sống, trẻ em dưới 20 cũng được mọi người nhé. Từ 4-5 tuổi giờ ra, con trẻ em mới sinh ra thôi là cuộc đời nó diễn biến 90% cuộc đời đã báo hết trên tay nha. Và khi mọi người xem cho con cái và trẻ dưới 20 tuổi thì mọi người sẽ biết được những tiềm ẩn trong tính cách của con cái, những tiềm ẩn về sở trường này nọ để chúng ta có thể nuôi dạy con cái tốt hơn, và chúng ta cũng có thể biết được là trong tương lai con cái của mình nó sẽ thành công hay nó thất bại trong cả cuộc đời, và những thành công thất bại nó sẽ đến ở những thời điểm nào nha trong cuộc đời. Rồi, và những người trên 20 tuổi, ví dụ như 25, 30, 40, 55, 60 gì đó, ví dụ là 55 tuổi, khi tìm đến mình thì mình sẽ nói lại quá khứ là 35 năm mọi người đã trải qua từng năm như thế nào từ lúc 20 tuổi trở ra, về mọi mặt trong cuộc sống, về công việc, về tiền tài, vận may, công danh, vợ chồng, con cái. Và lớn tuổi thì mình sẽ nói đến cái nhà cửa, đất đai, tài sản hiện tại. Và sẽ xem tiếp từ cái năm hiện tại đó cho đến những năm cuối học vận của mọi người về các mặt như vậy. Thì vừa rồi mình mới đưa đến mọi người là tiếp tục phân tích bàn tay của một bạn nữ 27 tuổi đang sinh sống ở 26 tuổi đang sinh sống ở thành phố Hồ Chí Minh. Thì hôm nay mình sẽ tiếp tục đưa đến mọi người cùng phân tích về cuộc đời bàn tay của một bạn trẻ nam. Bạn này trẻ hơn nữa. Bạn này sinh năm 2000 là canh thìn. Tuổi âm là năm nay bạn là 24 tuổi nha. Rồi mình sẽ đi vào cái phần của phân tích cuộc đời cho bạn nam này luôn. Rồi thì mọi người đã biết mình nhiều thì đây là cái hội Facebook xem chỉ tay hoặc tướng số Đồng Nai của mình, xem quá khứ, hiện tại và tương lai cho mọi người nha. Thì tất cả thành viên trong hội này là mọi người đang sống ở khắp mọi nơi, khắp mọi tỉnh thành trên toàn quốc, và mọi người đang sống định cư làm việc ở nước ngoài: Anh, Pháp, Đức, Mỹ, Nhật, Hà Lan, Australia, Canada, Phần Lan, Thụy Điển, Na Uy và vân vân, rất là nhiều nhé. Và mình đã xem cho họ hết rồi, và trong 2 năm qua thì mình xem cho khách hàng ngày, nhưng mà mình cũng không có mời thêm thành viên vào trong hội nhé, tại vì công việc mỗi người mỗi nhiều. Và hiện tại nơi này là nơi mình đăng những bài về phí khách chuyển hàng ngày, và những phần mà khi xem xong thì khách phản hồi đúng sai như thế nào thì mình đều đăng công khai minh bạch trong đây nha. Rồi thì đây là cái mình sẽ review một phút về cái phản hồi của cái bạn trẻ nữ 26 tuổi ở thành phố Hồ Chí Minh ở video trước mọi người nhé. Thì đây là khi mình làm cái video clip lên nè. Rồi và đây là cái phần mà bạn chuyển phí cho mình. Thì đây là hai mẹ con ở Sài Gòn ha. Mẹ thì mình đã xem cho cách đây hơn một tuần, và cách đây 2 ngày thì xem thêm, người mẹ đã xem thêm cho người con gái của mình ha, 26 tuổi, thì phí là 2,5 triệu. Thì về phần phí mình luôn công khai minh bạch nhé, mà phí khách trong nước xem online là 2,5 triệu, đến nhà xem trực tiếp sẽ là 3 triệu, còn khách sống ở nước ngoài sẽ là 180 đô nha. Thì người mẹ đã chuyển cho bạn gái đây là 2,5 triệu đây. Đây là cái phần mà chị liên hệ lại với mình lại để xem cho con gái chị nè, chị xem cho bé nhà chị nè nhé, sinh năm 98. Rồi đây là cái phần mà khi mình làm xong video clip đó nha, và mình đã có báo cho chị nè, video có rồi, chị và bé xem kỹ vài lần rồi, hỏi gì thêm thì em sẽ trả lời nha. Thì chị có nói để chị đang bệnh nè, chị rảnh thì chị xong công việc chị nghe. Thì ở đây là cái phần mà chị đã phản hồi đây. Thì nói chung là phần phản hồi của chị cũng rất là nhanh nhá, ngắn gọn. Nó là khi người mẹ và bạn gái 26 tuổi này xem xong thì đã phản hồi đây: chị cảm ơn em nha, cháu nói chú coi đúng lắm, qua phần xem này thì cháu sẽ cố gắng sửa những điểm hạn chế và tu tâm sửa tính để giảm bớt những tai nạn. Thì đây thì mọi người có thể thấy phần cái phần video clip đó mình đã nói là cái quá khứ của các bạn trẻ 26 tuổi đó ở thành phố Hồ Chí Minh, thì mình nói từ năm 90 tuổi kìa cho đến cái năm hiện tại là 26 tuổi nha, những gì bạn đã trải qua cho đến hiện tại này. Thì hai mẹ con đều đã phản hồi mọi thứ nó đều rất chính xác nha. Rồi thì hôm nay mình sẽ đi vào cái phần xem cho bạn nam. Rồi thì đây là cái phần mà các bạn trẻ nam đang sinh sống ở Bình Dương mọi người nhé. Đây bạn liên hệ là có muốn xem chỉ tay
mà bạn có nói đây, con ở Bình Dương nha, lần đầu xem, về bạn sinh năm 2000. Thì ở đây phí thì bạn có chuyển cho mình là 2 triệu nhé. Tại vì bạn trẻ này thì năm nay mới có 24 tuổi thôi và bạn cũng mới đi làm, cho nên là mình có giảm phí cho bạn là cái mức phí là 2 triệu nha. Bạn đã chuyển cho mình trong ngày hôm qua. Ở đây có là ngày mùng 1 tháng 2 2023. Rồi, mình sẽ đi vào cái phần phân tích. Rồi, bây giờ mình sẽ đi vào cái phần tính tình tính cách của bạn nam này mọi người nhé. Thì ở đây mình sẽ nhìn vào cái ngón cái ha. Thì ở cái ngón cái này bạn hơi dang ra, nhưng mà nếu mà đưa sát vào thì mình thấy là nó như nó cũng chưa có đạt chuẩn nha. Nó mới khoảng chuẩn 3 3 rưỡi gì đó nha. Và đây là cái điều thứ nhất. Thứ hai là ngón cái của bạn này to dày nha. Đầu ngón cái thì cho em có vân mắt phượng khá là rõ này ha. Và có những đường vân vân nước này nha, rất là đẹp. Thì có những đường thành công, nó cũng sẽ báo hiệu có những đường thành công sớm này nha. Rồi, và cái đường sinh mệnh của bạn bên bàn tay phải này ra cũng nói chung là tương đối là cũng khá là tốt đó, mở mức 5, ngón trỏ thì lên khá cao nha. Thấy bàn tay phải ngón trỏ là chuẩn cao hơn cái ngón áp út nha, và cũng có cái độ to dày, nhưng mà có một cái khe ở khá là lớn giữa ngón trỏ và ngón giữa này nha. Về ngón áp út thì mình thấy cái lóng hai, nói chung là lóng hai và lóng ba nó có độ dài nhỉnh hơn lóng một nha. Ở đây thì cũng có một cái độ đầy đặn xíu ở cái gần cái chân là lóng của ngón áp út và ngón út này, thì mình thấy là cái độ cao nó lên mới khoảng ở 8 phần 10 nha, và đi nó cũng sát với ngón áp út. Còn họa tinh của bạn nữ của bạn nam này thì cũng khá là đầy đặn nè nha. Các đường tình cảm nè, mình thấy có nói chung là nó khó khá nhiều cái đoạn thay đổi nha, cái đường tình cảm này, đường chí đạo cũng có những cái vân đạo nha, đường sinh mệnh. Rồi, nhưng mà bàn tay có một cái đường thành công ở đây khá là tốt nha. Rồi, như lấy những thông tin như vậy đi nha. Rồi mình sẽ đi qua cái phần cái bàn tay trái, mình sẽ nói về cái tính tình tính cách của bạn nam này. Ở đây thì rồi khi mà nói vào cái phần tính tình cách á, thì nó sẽ có điểm mạnh điểm yếu, và cái nào mà mình nói nó là điểm yếu thì bạn sau khi mình phân tích thì sau này bạn cố gắng khắc phục nhé. Ở đây thì ngón cái của bạn mọi người đã thấy là ở bên cả bên bàn tay trái này, nó cái độ cao nó lên là cũng chưa đạt chuẩn nhé, mình thấy là mới đạt cái chuẩn 3 thôi. Thì nó sẽ nói đến tức là bạn phải cố gắng hơn, là trong cái khi mà bạn cái ý chí của mình đó, khi mà bạn muốn làm một cái điều gì đó, bạn đưa ra một cái mục tiêu để mình làm ha, thì mình phải cố gắng cho nó hết. Ví dụ như 10 phần thì mình phải cố gắng 10 phần, chứ hai bàn tay ngón cái như vậy nó sẽ nói đến là bạn sẽ hay bỏ khoảng giữa chừng hết nha, tức là bạn chỉ cố gắng khoảng 6 7 là bạn dừng lại nha. Đó thì khi mà mình cái sự cố gắng của mình không tới thì cái thành công của mình nó sẽ không đạt được cái mức tốt nhất nha, và nó cũng dễ mà mình cứ thất bại là lưng trực nha. Đó, cho nên phải cố gắng khắc phục cái điều này. Còn về đầu ngón cái nó tròn thì nó đến cái tâm của bạn tốt ha. Lương thiện đó. Và cái hai về mình thấy là cái vân mắt phượng bên bàn tay phải nó cũng khá là đẹp ha. Bàn tay trái cũng có nè ha. Thì nó sẽ nói đến là bạn á, là cái trực giác của bạn á, trong về một sự việc gì đó hoặc con người gì đó tốt xấu, cái trực giác của bạn trước khá là tốt nha. Và cái ngón cái mà nó to dày ha, thì nó sẽ nói đến là người đó là họ dám nói dám làm nha. Sẽ nói về cái điều đó. Rồi về cái ngón trỏ thì ở đây cái thế ngón trỏ là mình thấy là nó cũng tương đối thẳng ha, nó chỉ có hơi cong cái đầu một xíu. Mình coi lại cái bên bàn tay phải cũng vậy, nói chung là tương đối khá tốt ha. Thì nó sẽ nói đến cái lập trường của bạn nam này, nói chung là cũng khá là kiên định đó nha, 10 phần cũng chỉ có lung lay khoảng 1 đến 2 phần thôi, tức là giữ được 8 phần, như vậy là cũng khá là tốt nha. Rồi về cái ngón áp út thì mình thấy là nói chung là cũng cũng lên cái độ cao cũng gần 4 4 rưỡi ha. Thì nó cũng nói đến là ở bạn nó cái giao lưu xã hội của bạn nói chung là cũng xem bàn tay phải. Bên bàn tay phải thì là mình thấy là đạt cái chuẩn 5 ha, thì nó nói chung là cái mức giao lưu xã hội của bạn nói chung là cũng cũng tốt nha. Về về cái lóng 2 và lóng 3 thì nó nói đến là bàn tay này nếu mà không đi làm ở cái môi trường cơ quan công ty thì ra nói chung là đi ra làm riêng thì cũng 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 được nha. Đó là về kinh doanh buôn bán riêng đó ha.
Nhưng mà đây thì mình thấy có một cái khe hở giữa ngón áp út và cái ngón trỏ, ngón giữa này ha, thì nó sẽ nói đến là sau này trong cuộc sống hôn nhân vợ chồng nó dễ có sự khắc khẩu nha, bạn để ý cái điều này nha. Rồi về bè cả hai bàn tay thì con vẫn có một cái độ đầy đặn nhất định ở cái gần cái lóng cuối này, thì nó nói đến là vợ chồng cũng sẽ có sự yêu thương hỗ trợ nhau tốt về cả cái vật chất nha. Rồi về cái ngón út thì mình thấy là bên tay trái này nó lên khá tốt ha, mình thấy là đạt chuẩn 10 ha. Đó thì cũng mà bàn tay phải thì mình thấy nó đạt chuẩn 8 thôi, thì bình quân là nó khoảng chuẩn 9 đi, thì nói chung là khả năng ăn nói của bạn này cũng tương đối ổn tốt này nha. Và bàn tay này thì sau này là cũng khi về già ha, là con cái nó cũng hiếu thảo nè, cần gì thì nó cũng sẽ đáp ứng cho bạn nha. Rồi ở đây cái khe tay của bạn nó khá là lớn cả hai bàn tay giữa tay trái và tay phải nha, cái ngón khe này nè, thì nó sẽ nói đến cái sự thoát tài nhiều, cho nên bạn phải để ý cái điều này. Nó như là mình nhiều khi mình làm 10 đồng là mình xài hết màu, nó hết 8 9 đồng, nhiều khi là cả 10 đồng nha, nó sẽ là không có dư, cho nên là bạn phải cố gắng tiết kiệm nha. Dạ mình sẽ hướng dẫn cho bạn cái điều này để nó giảm cái sự thất tài này đi nha. Nhưng mà trước tiên đó là cái tính cách của mình nó cũng phải có một cái sự là biết tiết kiệm lại nha, tức là mình xài đừng có hoang phí này nọ nha. Đó rồi tiếp đến là cái đường sinh mệnh về với bàn tay trái và bên bàn tay phải thì mình thấy ra là khá tốt ha, ở khoảng 5, và bên bàn tay phải này nói chung là nó đi đến cái khoảng này nhưng mà nó vẫn có một cái đường này đây đi ra ngoài nha, thì nó vẫn đạt cái chuẩn 5 nè nha. Thì nó vẫn sẽ nói đến là bạn nam này về cái chi tiêu tiền bạc của bạn là thoáng nè nha. Đó, cho nên là về cơ bản là bạn về thoáng, nhưng mà bạn phải biết tiết kiệm lại nhé, nó không tiền bạc làm nhiều xài nhiều là không không ổn nha. Rồi về cái gò hỏa tinh của bạn nam này thì mình thấy là nó có cái độ đầy của cả hai bàn tay, cho nên là bạn trong tính cách của bạn là nó có sẽ có cái sự nóng nảy nha, cho nên bạn phải giảm bớt những cái điều này đi nha, tại mình nóng quá thì mình sẽ nó sẽ dễ dẫn đến cho mình là những cái khi là mình sẽ thất bại trong một cái việc gì đó. Với ngón về cái phần ngón tay nè, mình mới đo xong thì mình thấy là nó ngắn hơn cái lòng bàn tay, thì nó cũng sẽ nói đến đó là khi mà bạn làm một vấn đề gì á thì bạn cũng dễ là hay vội vàng nha, mình chưa suy nghĩ kỹ chín chắn rồi mình đã ra quyết định mình làm, cho nên là phải khắc phục những điều này lại nha. Sau này trong bất cứ công việc gì cũng vậy, mình phải suy nghĩ cho nó kỹ, đắn đo trước rồi xong mình làm để cho nó tránh gặp những cái thất bại vô lý nha. Rồi tiếp tục ở đây thì để mình xem, đây là mọi người đã thấy bên bàn tay phải là nó cũng có những đường dấu ít ha, và bên bàn tay trái này thật sự là nó cũng đã hiện rõ lên nha, thậm chí là mình thấy là có cả cái tam giác ngược đó chứ không phải là không có nha. Ơi rồi nói nhanh lẹ về cái dấu ít và tam giác ngược này luôn nha. Rồi thì về cái những dấu ít giữa lòng bàn tay này thì đây mình vẽ cho bạn năm này thấy một cái để cho bạn hiểu chứ nè. Đây cái màu vàng nha, mình nãy mình vẽ màu đen rồi nhưng mà mình sẽ đồ lại cho bạn nam thấy hiểu hơn. Đó thì khi một cái đường chéo như vậy là nó tạo thành một cái dấu ít ha, nhưng mà ở trên đây là nó sẽ tạo ra thành một cái tam giác nè ha, dưới cái tam giác thì ở đây là nó đã cái đường thẳng này nó chia thành mình thấy là nó xích xoát ở khoảng 5 năm nha, thì 5 năm tức là khoảng 5 phần 10, nó cái đường này nó chia thành 10 phần, đây nó sẽ chia đôi thành 5 năm nha. Đó thì nó sẽ nói đến là cơ bản là nó sẽ nói đến về là sau này trong có một ở cái thời điểm nào đó bạn sẽ gặp một cái thất bại về cái vật chất nha, về tài sản nha. Vì những người có những ít giữa lòng bàn tay nha, nó sẽ nói đến là người đó là cái tâm tốt nè, hay hay thương người giúp người nha. Ví dụ như người ta đến người ta vay mình không có, mình đi vay mượn nơi khác mình giúp người ta, cái người ta trốn thì mình sẽ phải gánh nợ, và mình sẽ gánh nợ đó mình sẽ mất tài sản vật chất của mình nha. Rồi ví dụ như là mình có đi, mình lấy tài sản tiền của mình cho ta vay nhưng cuối cùng người ta không trả, người ta trốn mình, thì mình sẽ mất cái tiền bạc của mình, vật chất của mình nha. Thì những điều này nó sẽ dễ đưa đến những thất bại về vật chất nha. Rồi thứ tiếp theo đó là ví dụ như là mình tin tưởng người ta nhiều quá ha,
rồi mình đầu tư làm ăn này nọ mà mình tính toán chưa kỹ và cuối cùng là thất bại nha. Cũng có thể là người ta lừa mình này nọ nhé, đó thì nó sẽ đưa đến về những thất bại về tài sản vật chất như vậy nhé. Ở đây nếu 5 phần 10 tức là nó sẽ nói đến ở một thời điểm năm nay bạn 24 tuổi nha, mình ví dụ là khoảng 28 tuổi đi nha, bạn để dành bạn tích cóp sẽ được khoảng 100 triệu nha. Đó thì đó là phần tích sản tài sản những gì bạn có ở thời điểm đó ha. Ví dụ như nhà cửa chưa có ha, nhưng mà tiền bạc vật chất và bạn có tiền mặt đi khoảng trăm, bạn kinh doanh làm ăn ha, hoặc là bạn bị thất bại hết 50 triệu ha, còn năm tức là 5 phần 10 đó ha, tức là bạn đã gặp cái thất bại Covid này nha. Đây là một cái để mình hiểu nha. Tiếp theo là ví dụ như là ở đây nó sẽ tạo là mình cũng đường thẳng như vậy nhưng mà nó đã xuất hiện thêm một cái đường xuống, tức là nó tạo thêm một cái dấu ít nữa nha. Ở đây thì dấu ít này lúc này nó đã lớn hơn, nó sẽ ở khoảng 6 phần 10 nhé. Đó thì ví dụ như ở một thời điểm khác nha, là ví dụ như năm 35 tuổi đi, lúc đó bạn đã có nhà cửa đất đai nha, rồi tiền bạc bạn cũng để dành dụm được, thì mọi thứ lúc đó bạn có tất cả tính cả tiền tiền bạc này, rồi nhà cửa đất đai bạn có khoảng 1 tỷ đi, rồi nhưng mà bạn cho người ta vay hay gì đó ha, ví dụ như là do nhiều người vay khoảng mà cuối cùng là sẽ bị mất mát thất thoát khoảng 600 triệu gì đó ha, thì đây là bạn tiếp tục bạn gặp thêm cái nạn dấu ít này nữa nha. Đó tức là một hai thấy ba nè, mà và một cái dấu ít lớn ở dưới đây nè, nó tạo thành một cái tam giác ngược nha. Ở đây nó khoảng là 9 phần 10 đó nha, tức là nó sẽ nói đến là ở một thời điểm ở trong cái cuộc sống bạn sẽ sẽ gặp phải cái ngưỡng cửa là mình bị trắng tay nha. Ví dụ như mà cho dù bạn ở cái thời điểm lúc còn trẻ đi, mình ví dụ như nay bạn 24 nhưng mà năm tới bạn 25, bạn có 100 triệu không, bạn để dành mà tích cóp được 100 triệu thôi nhưng mà bị người ta lừa gì đó thì mất hết sạch luôn, thậm chí là còn mang nợ, thì đây là may mắn bạn đã gặp sớm đầu tiên được cái nạn 9 phần 10 này nha. Đó đây mình khoanh vô đây cái nạn cái 9 phần 10 này nha. Đó thì mình giải thích thật là rõ cho bạn hiểu về những cái nạn này nha. Đó tức là bạn sẽ gặp 1 2 3 ít nhất là bạn sẽ gặp phải 4 nạn đó, 4 nạn 4 đến 5 nạn chứ không phải là ít đâu nha. Là những điều này là nó là cái nhân quả trong cuộc sống thôi, những dấu ít này, những cái nạn nghiệp này nó nói về những cái việc có thể là cái những cái mình đã làm sai ở trong cái tình kiếp với quá khứ của mình, nên mình làm sai gì đó về với người ta hoặc về tiền bạc vật chất gì đó mà mình chưa trả ha, thì ở qua cái cuộc sống ở kiếp này thì cứ đến một thời điểm thích hợp thì người ta sẽ lấy lại, thì cái này là về nhân quả thôi, người ta lấy sớm thì mình sẽ xong. Còn nếu mà ví dụ như trước 40 tuổi bạn gặp đủ cái 4 đến 5 nạn này thì coi như là bạn đã trả xong những cái nghiệp nạn của mình nhé. Còn nếu về ví dụ như hết 4 cái năm 40 tuổi bạn mới gặp 3 nạn thì ít nhất là trong tương lai những năm về sau bạn sẽ còn gặp 1 đến 2 nạn nhé. Thì cái này là mình nói để bạn hiểu về những vấn đề này nha. Rồi thì bổ sung vài cái nó thêm về tính cách nha. Ở đây nè, tay bạn nó đã xuất hiện ra những cái đường tiểu nhân nè, cho nên bạn phải cẩn thận nhé. Ví dụ như là trong lời ăn, mình tính cách của bạn nó cũng có sự nóng nảy nè ha, rồi đôi khi cái lời ăn tiếng nói của mình á mà mình bênh vực cái tốt ha, nhưng mà lời ăn tiếng nói của mình nó mất lòng những người khác ha. Đó thì những tiểu nhân này người ta ghét mình ở trong cuộc sống á, là người ta sẽ tìm cơ hội gì đó nào đó là khi mà thích hợp là người ta sẽ phá mình, gây ra cho mình những điều tiếng thị phi, những thiệt hại về những vật chất tài sản này nè ha. Cho nên bạn phải cẩn thận, mình cũng phải kiềm chế bớt lại những cái đó lại ha, để mình giảm đi những cái thất bại trong cuộc sống nha. Rồi ở đây bạn cũng để ý là ở đây cái đường chi đạo của bạn nó đóng hai cái tam giác nó đóng xuống như vậy để nó đi xuống nha, đây cái nha bự á, thì nó nói đến là bạn á là người sau này bạn cũng là người yêu thương gia đình nè ha, cũng lo lắng mọi thứ, cho nên là thừa mình dễ có cái sự khổ tâm nha, tức là mình cứ lo những cho những người thân của mình nhiều á nha, cho nên là mình lo toan nhiều, nó sẽ nói về những cái điều đó nha. Ở đây thì bạn có một cái đường đây cái đường nào cái đường này nó cắt cái đường này đường nạn nè, nó đi ra vào như vậy, nó cắt luôn cả chí đạo, cắt luôn cả đường tình cảm nhé. Đó thì cái này nó sẽ dễ dẫn đến, nó nói đến là bạn sẽ dễ dính vào tình cảm hoặc là về những
có thể là mình sẽ bị ngăn trở cái điều gì đó từ người thân gia đình mình đó, ha, từ người gia đình mình nè nè đó, thì nó sẽ nói về những điều như vậy nhé. Rồi, và nó sơ qua thì mình thấy là bàn tay này 4-5 năm qua là tiền bạc là cũng chi tiêu nhiều nè nha. Rồi, về đi, mình sẽ đi vào phần công việc cuộc sống của bạn em này nha. Rồi, mình đã vẽ ra các đường chỉ nhỏ li ti ngang dọc trên bàn tay của bạn nam này nha. Thì nói chung là hình ảnh hôm qua bạn chụp cho mình nó cũng có cái độ rõ, nó có khoảng mới 8 phần 10 nha. Hôm qua bạn gửi thì mình thấy nó rõ, lúc đó mình đang ở ngoài cái góc nó hơi tối. Cái này chụp có đèn LED nó hành sẽ rõ, hành rõ cái đường chỉ nhỏ li ti rõ hơn tí nữa nha. Rồi mình sẽ cố gắng phân tích tốt nhất cho bạn nam này. Ở đây là mình giới thiệu lại, đây là đường sinh mệnh nha, đây là đường chí đạo, đây là đường tình cảm ha. Thì còn những màu xanh dương này, đây là cái đường định mệnh, được công việc của bạn nam này trong suốt cuộc đời. Còn những cái màu vàng này là những cái nó về công danh cho bạn nam này trong cuộc đời của bạn. Còn những cái màu đỏ này sẽ là những cái vận may của bạn trong cuộc đời của bạn nha. Còn về những cái đường cách này ra nha, đây là sẽ là những cái đường nạn của bạn ở trong cái cuộc đời của bạn ha. Thì những cái đường cách nào mà nó ngắn ha, mà thì sẽ là những đường như như này nè, nó tới đây dừng lại, tức là cái nạn này nó chỉ thì con nó có nhưng mà như tổ tiên che chở thì nó không cắt ra ngoài được ha, cho nên là nó nhẹ. Còn những cái đường nạn mà nó đây như cái đường này nó ra ngoài nhiều, thậm chí đi lên tới tình cảm luôn nha. Đó thì như đây là những cái nạn lớn nè, cái đường này ra cắt ra lên xa luôn, thì đường luôn là nạn lớn. Ở đây nữa cũng là những nạn lớn nè, đây là còn ở đây là những trong quá khứ của bạn là cũng có một số nạn là mình thấy nè, mình thấy là ở khoảng 5 tuổi gì đó, 4-5 tuổi gì đó ha. Đến tầm đó mà 4-5-6 gì đó là bạn cũng có cái nạn gì đó. Thì những cái nạn lúc hồi nhiều tuổi nhỏ tuổi trẻ thường là sức khỏe là nhiều, hoặc là những tai nạn về sông nước, một vấn đề gì đó ha, ảnh hưởng tầm xa hơn nữa, tức là khoảng tầm 9-10 tuổi cho đến gần 20 tuổi là mình thấy cũng có khoảng 2-3 nạn nữa ha. 2-3 nạn là cũng nó tương đối khá khá đó ha, phải nó cắt ra đó. Thì là đây là cái phần quá khứ của bạn nhé. Rồi mình sẽ bổ sung một số cái. Thì bạn nam này để ý cái đường tình cảm của bạn này, nó nói lên là bạn cũng có nhiều người thương kiểu mến mình nè ha, trong cuộc sống á. Đó, cho nên bạn phải với mình là hầu như hồi nãy mình nói ban đầu đó là cái đường tình cảm của bạn nó thay đổi nhiều nha. Đó cho nó sẽ dễ dẫn đến những cái vấn đề là nó dễ dẫn đến cái vấn đề là hôn nhân của mình nó dễ có sự thay đổi. Cho nên thứ nhất là bạn phải cố gắng như tính cách của bạn nè nha, cái tôi cái tự ái hoặc là những cái nóng nảy gì đó là mình phải kiềm chế, mình giảm bớt những phần đó để cho cái cuộc sống hôn nhân của mình nha, cái nó sẽ được êm thấm, nó vừa tốt ở mặt xã hội và nó vừa tốt cả hôn nhân ha. Đó mình phải biết lắng nghe, đôi khi mình lắng nghe người vợ mình, tôn trọng nhau để giữ được cái hôn nhân cho lâu bền nha. Đó để tránh đi những cái nó báo hiệu về những thay đổi nhiều ở trong cái đường tình cảm, nó dễ dẫn đến cái sự thay đổi trong hôn nhân về sau nha. Rồi mình nó đây những đường âm đức của bạn nam này, cái đường này nè nó che chở cho bạn sẽ khá là nhiều nha, cho đến khoảng từ năm khoảng 42-43 đổ về là tổ tiên che chở cho bạn rất là tốt về những cái nạn của bạn nhé. Nhưng mà những cái nạn nó quá lớn thì người tổ tiên cũng không thể che nào che nổi nhé, tức là phải gặp nó nhé. Nhưng mà nói mình nói ban đầu mình nói là những cái nạn dấu ít nè, nó khoảng 4-5 nạn, nó cứ gặp nó đủ hết trước 40 tuổi thì về sau nó sẽ nhẹ nhàng và không phải gặp nữa nhé. Khi đó là mình đã trả xong cái nghiệp nợ của mình, cái nhân quả cuộc sống nhé. Và bà nam này cũng là bà nam này là cũng rất là năng động nhanh nhạy và kiếm tiền cũng rất là giỏi nhé. Rồi bây giờ mình sẽ đi vào những cái màu vàng này là những cái thành công của bạn nam này trong cuộc đời này. Thì sẵn mình nói luôn cái thành công luôn nha. Mình bạn sẽ có cái thành công nó nhanh thì 26, còn nó không là 27, nó thành công nó vừa vừa với bạn nha. Và tiếp theo cái thành công xa hơn nó sẽ ở khoảng năm 34 nha, thành công này sẽ lớn và xa hơn nữa, tức là thành công ở năm 36 nó nhỏ hơn cái năm 34 nha. Và nhưng mà đến tầm khoảng năm 42 và năm 43 là sẽ có một cái thành công lớn và một thành công nhỏ ha.
542 sẽ có thành công lớn hơn, và đến tiếp tục ở 550 năm và gần 553 là sẽ có thành công, hai thành công lớn nữa nhé. Nó sẽ đến với bạn ở những thời điểm đó, đây là những thành công trong suốt cuộc đời bạn nha. Nói chung là cũng cả chục thành công, gần chục thành công chứ không phải ít nha. Nó sẽ đưa bạn cho có những tài sản vật chất tốt trong cuộc sống nè nha. Nhưng mà mình đã nói rồi, phải cố gắng gặp hết những cái nạn nghiệp của bạn xong trước 40 nha. Còn gặp trễ chưa đủ hết thì nó qua cái phần trễ nó đến, thì ví dụ như nó một cái nạn nó thất mất tài sản 5, 6, 7, 8 gì đó ha. Ở những lúc mà bạn ví dụ như là 50, 55 tuổi mà lúc đó mình mất cái tài sản lớn thì mình sẽ làm lại nó cực khó, nên đó là cái điều đó nha. Rồi mình sẽ đi vào cái phần cuộc sống của bạn nam này, từ cái lúc 20 tuổi đổ ra đến nay thì mình thấy là trong mấy năm vừa qua ha, là công việc của bạn á, là nó thể hiện có những sự khó khăn nó đến liên tục hàng năm nha. Mặc dù là mình thấy dường như là bạn nam này này nhanh nhạy, và bạn những thu nhập của bạn mình thấy là nó sớm có từ hai nguồn rồi đó nha. Có thể là nếu mà bạn đi làm sớm á ha, là bạn nó có nguồn trong nguồn ngoài, vì nó đã sớm có từ cái năm 22, 23 tuổi gì đến nay gì đó rồi nha. Và những điều này nó tiếp tục, nó sẽ kéo dài luôn, kéo dài cho bạn cho đến tận 59, 60 tuổi của bạn nha. Thậm chí ở xa hơn, nó sẽ có từ 2, 3 cái nguồn thu nhập nữa kìa nha. Đó là tiếp tục thì ở năm nay là bạn này là tuổi Thìn ha, thì bạn đang là cái bị vô cái năm tâm tai hai nha. Và năm tới năm Mão là năm tam tai hai, và năm tới năm Thìn thì sẽ vào cái năm tam tai thứ ba đó. Đó thì bạn để ý nha, năm nay năm tới nó sẽ khó khăn nhiều với bạn đó nha, đặc biệt là có thể là năm nay nha. Khó cái nữa là cái tâm tam tai ba của bạn là nó cũng sẽ trùng vào cái năm tuổi nha, cho nên bạn phải cẩn thận năm nay và năm tới sẽ nhiều khó khăn. Và còn trong cuộc công việc của bạn thì mình thấy khả năng là năm nay nó sẽ, trong năm nay nó sẽ có thay đổi nhé. Rồi tiếp đến là ở khoảng năm 27 nhé, 27 sẽ khó khăn nhiều nè, và 28, 29 cũng có khó khăn, nhưng mà để ý khó khăn nhiều sẽ ở khoảng năm 27, 20 và năm 28 nhé. Rồi còn nếu mà xa hơn, rồi cái năm 20 cuối năm 26 đến năm 27 ấy, ha, là bạn sẽ có tiếp tục sự thay đổi cả công việc chính nha. Còn những đầu tư phụ của bạn thì mình thấy là nó cũng có thay đổi ở khoảng những năm 25, 26 á nha. Thậm chí năm 27 những đầu tư phụ bạn nó sẽ thường xuyên có thay đổi nha. Rồi đầu tư phụ ở đây tức là ví dụ như bạn đi làm công ty, nhưng mà bạn là kinh doanh thêm online, bán online thêm hàng hóa gì đó bên ngoài mà có thu nhập ha. Hoặc là thậm chí là trong cái công việc chính của bạn, bạn nó có nguồn thu chính nhưng mà bạn kiếm được mánh lới, cái mánh gì đó thêm, kiếm được thêm cái thu nhập phụ mà từ cái công việc đó thì nó gọi là nguồn thu phụ nha. Tức là nguồn thu nhập chính, nguồn thu nhập phụ là vậy nha. Rồi tiếp đến là ở năm 31 là bạn sẽ có các khó khăn lớn nó đến nha. Hồi nãy mình những cái năm thành công mình đã báo rồi, thì bây giờ mình sẽ không nói nữa mà mình sẽ nói đến những cái năm nào bạn sẽ khó khăn nhiều nha. Năm 31 và để ý năm 31, rồi 33, 34, 35 nha, rồi 37, 38, 39 là những năm này sẽ đưa đến cho bạn nhiều khó khăn. Nhưng mà ở trong những cái năm này mình mặc dù nó khó khăn nhưng mà nó sẽ đưa đến cho bạn là những cái nguồn thu nhập nó luôn từ 2-3 nguồn nha. Tức là tuy khó khăn thôi nhưng mà về cái tiền tài vật chất là những khoảng thời gian đó nó đến cũng sẽ khá là tốt với bạn nha. Thì khả năng là vào những năm mà mình nói là nó có khó khăn lớn đó là nó cũng sẽ đưa đến cho bạn những cái thất bại, 4-5 cái thất bại như đó mình đã nói đó nha. Thì nó đến càng sớm với bạn trước 40 tuổi thì sẽ càng tốt cho bạn thôi nha, càng đến càng trễ sẽ mệt về sau. Rồi thì trong những cái năm xen kẽ đó là bạn đã có những thành công mà hồi nãy mình đã báo rồi nè nha. Rồi tới năm 39 nha, rồi năm 40 thì có thể là nó cũng sẽ khó khăn nhưng mà nó sẽ nhẹ hơn cái tầm năm sẽ nhẹ hơn cái năm 37 38 39 nha. Rồi tới đó đi, đến năm 40 mình sẽ dừng lại, mình sẽ quay lại về cái đường vận may và cái đường công danh của bạn nha, cho nó sẽ không bị rối, tiếp tục lát sẽ nói tiếp về cái phần đó. Thì ở đây mình thấy là cái bên tay bàn tay trái của bạn nó có một cái đường vận may rất là đẹp nha, nhưng mà tại vì cái bên bàn tay trái cái đường chỉ tay nó không rõ bằng, cho nên là mình phải dùng cái bàn tay phải nè, mình phân tích nó cũng không quan trọng lắm đâu nha. Đó thì đường vận may của bạn nó đi những nhiều đường khá là dài nha, 1 2 3
tuy là nó thay đổi 1 2 3, nó không bằng tay trái, và tay trái là đi có một đường đẹp nha, nhưng mà nó nhiều đường như vậy và thả đường dài thì nó cũng sẽ nói đến là bạn bước ra đời, bạn kiếm tiền là những vận may cũng nó sẽ đến với bạn rất là tốt nha, trong cái khả năng kiếm tiền á nha, tiền tài nó đến cũng sẽ thuận lợi với bạn nhé. À, nhưng mà về bàn tay này thì phần nhiều là bạn sẽ phải nếu như là mình tạo dựng là nhiều nha. Rồi tiếp đến là nó sẽ vận may của bạn nó cho đến tầm 40 tuổi thì nó nói chung là nó thuận lợi, nó tốt, nhưng mà ở có chỉ khoảng ở những cái khoảng khoảng 24 26 rồi 28 29 27 29 thì nó sẽ có một số cái sự thay đổi mới, là nó sẽ đưa bạn đến những cái sự khó khăn ở trong cái công đường công việc thôi nha. Và nếu mà xa hơn thì nó sẽ ở tầm 30 33 33 36 là 33 36 37 đấy, là những thời điểm đó nó thay đổi nha, và thì nó sẽ đưa ra bạn một số khó khăn nha. Rồi còn xa hơn đó là từ năm 41 đến tầm 58 59 57 58 nè, thì cái vận may của bạn nó có sẽ tốt và nó ổn định hơn, lúc này nó sẽ đi thành nhiều đường, ba bốn đường, nó sẽ tạo ra những cái đường thất độ, nó sẽ tốt cho bạn. Và đây cái gò cái nút của bạn này, bạn nam này là có điều đặc biệt là có ô vuông nè nha, ô vuông đóng thì nó sẽ nói là những cái thuận lợi tốt, những thành công về tài sản vật chất cho người đó trong cái sự nghiệp của họ nhé. Rồi tiếp đến là mình sẽ đi qua cái phần cái đường công danh của bạn nam này, thì bạn nam này sẽ sớm cái công danh nó xuất hiện với bạn nha, khoảng từ năm 26 27 trở đi là công việc của bạn nó sẽ rộng mở và nó sẽ phát triển cho bạn khá là tốt từ nay cho đến 40, nhưng mà nó sẽ không có tính ổn định nha, tại vì nó đi nhưng mà nó xuất hiện là nó gãy khúc, nó gãy khúc như vậy. À, đó cho nên là nó sẽ không đẹp như một cái đường thẳng như vậy, thẳng băng nó sẽ rất là đẹp nha. Nó sẽ, cái đường công danh của bạn á, nó có sự gãy khúc thì nó sẽ nói đến là tuy phát triển nhưng mà tính ổn định không có nha. Nên là cái tính ổn định á, nó là nó không tốt nha, nó là nó phát triển nhưng mà nó vì những cái đường nạn của bạn á, ở trong những khoảng thời gian này nó cũng đến cũng khá là nhiều, thậm chí là nạn lớn nè nha, đó chính vì những điều đó nó phát triển nhưng mà thậm chí có thể thất bại, nó đi kèm đi xen kẽ vào, cho nên là sẽ đưa đến cho bạn ở những thời gian đó nó phát triển nhưng sẽ không ổn định, và nó sẽ ổn định tốt hơn, nó là từ phải năng từ năm 40 41 trở đi nó sẽ tốt hơn và nó ổn định cho bạn đến tận 57 58 tuổi nha. Thì hiện tại này là mình thấy nó cũng mới phát triển đến đó, còn nó cũng có đường và một hai đường nó đang xuất hiện nè ha. Đây nhưng mà nó mờ, nó chấm 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 như vậy ha. Đó cho nên là mình chưa nói đến cái giai đoạn xa hơn, nên nó đang phát hiện, nó đang xuất hiện những cái đường mà nó sau này nó có thể nó sẽ thay đổi và nó sẽ rõ hành hơn cái thời điểm hiện tại này ha. Nhưng mà từ năm 41 cho đến tầm 50 56 57 nha, đó thì cái giai đoạn này nó cũng tốt và nó ổn định cho bạn trong cái công danh của bạn nha, đặc biệt là ở cái khoảng thời gian khoảng năm 46 47 cho đến tầm 55 nha. Đó, lúc đó nó sẽ tốt cho bạn hơn, những thành công nữa nó sẽ đến nữa ở trong những khoảng thời gian đó nha. Thì hồi nãy mình đã nói những thành công thì nó có những thành công nó sẽ ở trong xen kẽ vào những năm đó nè nha. Đó. Rồi, thì đây là cái công danh của bạn ở trong cái cuộc đời của bạn nha. Mình sẽ quay lại về cái đường công việc của bạn nam này nha. Thì ở mình nhắc lại là ở khoảng những năm 31 rồi năm 33 34 nè nha, rồi 38 39 là ở những khoảng thời gian đó là công việc chính của bạn nó cũng có sự thay đổi nha, và những cái công việc phụ á, những thu nhập phụ của bạn nó cũng sẽ có những sự thay đổi, nó sẽ đến ở khoảng xen kẽ hàng năm ở những cái những từ năm 30 cho đến năm 40 nha. Rồi tiếp tục ra ngoài từ năm 41 trở đi thì ở năm 42 41 42 nó sẽ tiếp tục có sự thay đổi nha, và để ý ở những cái khoảng năm này nó sẽ có những cái khó khăn nó sẽ đến nhiều là ở khoảng những năm, và để ý là những cái năm là 42 43 nè, 45 47 49 nha, rồi 50 51 52 53 nha, là ở trong khoảng những năm đó nó sẽ đưa đến cho bạn những cái khó khăn nó còn đến ở những thời điểm đó nha, tại vì những cái đường cắt của bạn nè, trên cái đường sinh mệnh này nó vẫn còn cắt ra ngoài ở những khoảng thời gian cuối nè nha, thậm chí là ở khoảng những năm 50
3 ha. Năm ba rồi 55 à, 53 55 57 để ý những năm đó nha. Tại trên cái đường đi mà đền mặt của bạn là nó cũng có những cái đường cắt trong khoảng thời gian đó, nhưng mà rồi thì đó là cái phần cái đường đền mặt công việc của bạn nè nha. Thì ở ngoài xa hơn nó từ 40 cho đến tầm 59 60 thì cái đường công việc của bạn nó vẫn luôn có thu nhập ít phải từ 22 cho đến 31 trở ra nhé. Vì bàn tay của bạn là rất là nhanh nhạy trong kiếm tiền, cho nên là những nguồn thu nhập nó luôn đến từ 2-3 nguồn nhé. Rồi bây giờ mình sẽ đi qua cái gọi mộc tinh của bạn nam này nha. Thì ở đây mình nói hồi nãy đây là cái đường, nó cũng nói về cái đường thành công này, nó cũng rất là đẹp nha. Nó sẽ đưa đến cho bạn là những cái thành công về cái tài sản vật chất trong cái sự nghiệp công việc của bạn nè. Ngoài ra là có những đường lộc thiên đạo nó xuống nè. Thì ở đây là những cái đường, đây mình không có nhìn thấy những cái ngôi sao hoặc là gọi thổ hay gì ha, thì mình không nói tới nha. Rồi bây giờ mình sẽ đi qua cái đường thành công này, nó cũng nói đến đó là bạn sẽ có quý nhân bên ngoài giúp đỡ cho bạn nhé, rất là tốt. Khi mà bạn khó khăn hay điều gì đó ha, mà bàn tay này, cái đường định mệnh công việc của bạn này nó xuất hiện là từ bên bờ thái âm đi lên như vậy, thì cái sự nghiệp của bạn nó sẽ tốt nếu mà bạn làm công việc nó xa nhà ha, xa nơi sinh ra, nó sẽ tiền tài mọi thứ nó sẽ tốt nha. Rồi mình sẽ đi vào cái phần tài sản vật chất của bạn nam này. Thì ở đây mọi người sẽ thấy đây là nó đóng những cái ô vuông này, hồi nãy mình đã nói ha, nó kéo dài ô vuông rồi hình chữ nhật nó kéo dài như vậy nha. Đó rồi hai cái tam giác nó đóng lên như vậy thì nó sẽ nói đến là bạn nam này sau này sẽ có nhà mặt tiền nè nha. Rồi nhà cũng không mặt tiền nữa ha, tức là ít nhất là phải từ 2 cho đến căn nhà, 2 cho đến 3 căn nhà với bạn em này, trong đó là có căn nhà mặt tiền nè nha. Về đất là cũng sẽ có đất mặt tiền lớn á. Nhất là bạn em này sẽ có từ 2 căn nhà và 2 phần đất, nó không là phải từ 3 căn nhà nha, 1 phần đất nè đối với bạn em này nha. Nhưng mà để ý nha, bạn phải trong cuộc đời của bạn là mình đã nói về những cái nạn là phải gặp nó trước 40 hoặc là trễ lắm là 45 nha, còn gặp trễ nữa thì mình sẽ mệt cho mình sau này nha. Nói về cái sự ổn định và ở cái thành công ở cái hậu vận đó nha. Và bàn tay này thì nó cũng có cái dẫn nhân tộc ở đây nè ha, bạn thì nó sẽ dễ nói đến là bạn sẽ dễ sau này lập gia đình hay gì đó cũng dễ có sự thừa hưởng tài sản của bên vợ hoặc là bên nhà mình nha. Đó những phần đó thì sau này người vợ của bạn gia đình vợ cũng sẽ có tài sản cũng khá là tốt nha. Với ở đây nữa là cái cổ tay nè, như có những đường nó xuống nha, như đã tạo nên nói đến cái gốc rễ cái đức tổ tiên của gia đình bạn cũng khá là tốt nè. Mà ở đây nó cũng tạo thành những cái tam giác ở cái vùng cổ tay, thì cũng nói về người đó họ sẽ có khả năng là sở hữu tài sản rất là tốt trong cuộc đời của họ nha. Và bàn tay này thì cũng có thể là sau này khi mà mình có tiền gì đó mình kinh doanh là bất động sản đất đai thì nó cũng sẽ dễ sinh lợi nhuận tốt nha. Có bà bàn tay này thì nói chung là cũng có cơ hội để đi nước ngoài đó ha, và thậm chí nếu mà có cơ hội tốt mọi thứ nó tốt ha, cơ hội đến nhiều và thuận lợi, thứ nhất là khả năng kinh tế nữa, quan trọng là khả năng kinh tế nữa ha. Đó thì bạn đôi khi là bạn cũng sẽ có khả năng là bạn định cư nước ngoài vì bàn tay bạn cũng có được định cư nè nha. Rồi thì vừa rồi mình mới cùng mọi người phân tích về bàn tay của bạn nam năm nay là 24 tuổi âm đang sinh sống ở tỉnh Bình Dương nha. Nói chung là bàn tay này có những đường thành công nó cũng đến khá là tốt trong cái sự nghiệp trong cái cuộc đời của bạn nha. Nhưng mà để ý mà những cái nạn mà mình đã nói nha, đặc biệt là những cái năm mà mình nói khó khăn là lớn nó đến đó, thì khả năng là cái thất bại đó nó sẽ đến ở vào những năm khó khăn lớn đó nha. Bàn tay này thì thành công nó tay nó thể hiện là sẽ có thành công đến sớm nha. Rồi mình xin cảm ơn đến mọi người anh chị cô chú trên toàn quốc và mọi người đang sống định cư làm việc ở nước ngoài cũng ủng hộ kênh mình từ trước đến nay, thì mọi người chia sẻ những video clip mình hướng dẫn về lý thuyết cũng khá nhiều ha, và những video clip mình
làm phân tích cuộc đời thực tế cho khách như như vậy trong và ngoài nước rất là nhiều ha. Hiện tại nay là trên 200 video clip nhé, thì mọi người chia sẻ những video clip như vậy thì ai họ kiên trì theo dõi thì họ sẽ tự phân tích được những vấn đề cơ bản nha. Còn những vấn đề nó khó hơn như là xem về vận hạn năm nào thành công thất bại đến ha, để xem một chất cuộc đời mình sẽ ra sao nha. Thì mọi người liên hệ số điện thoại là 0908 515 792. Thì đó là số điện thoại của mình có sử dụng Zalo, Messenger và Facebook ha. Thì khi liên hệ mình sẽ hướng dẫn. Còn về phí thì mình luôn minh bạch ở phần đầu, mấy phút đầu về của mỗi video clip nha. Thì ai xem thì phí cũng là như vậy nha. Rồi mình xin cảm ơn và hẹn gặp lại mọi người ở trong video clip tới.